Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình với lại em Thông đang lái xe đi tới khảo sát mấy cái công trình. Chào các chị, em tên là Thông, thì em hôm nay 20 tuổi, em tới từ năm 19 tuổi là một năm trước. Thì rồi, em đi qua đây theo dạng gì? Em tới đây theo dạng học nghề, thực tập sinh, visa 407. Tới được đây thì trước tiên là các anh chị với các bạn phải có kinh nghiệm làm bếp, để kinh nghiệm làm công việc ngày nào cũng được hết, ngày nào cũng mà được thông hết. Qua đây bằng nghề bếp đúng không? Qua đây bằng nghề bếp rồi. Dạ rồi, ok. Thì mình sau một khoảng thời gian mình làm quen tay, mình có kinh nghiệm làm việc thì mình sẽ được công ty nhờ tư vấn, thì mình sẽ được phỏng vấn, với lại sau khi mà họ thấy là mình đạt yêu cầu thì có thể là mình sẽ được qua đây làm việc, có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Thì 407 visa đó nó yêu cầu gì Thông biết không? Nó yêu cầu chủ yếu là tiếng Anh và cái nghề làm việc, mình phải có 1 tới 2 năm kinh nghiệm làm việc. Thì tiếng Anh của nghề bếp thì nó không cần quá cao đúng không? Chỉ cần giao tiếp tiếng Anh được, và phải có một cái bằng chứng chỉ để công nhận là mình có bằng cấp tiếng Anh là IELTS hay là PTE hay thế nào cũng được. Chứng chỉ tiếng Anh đó thì mấy bạn biết rồi, mấy bạn biết nhiều rồi. Giờ Thông nói chút xíu về cái nghề đi. Cái nghề ở Việt Nam cần phải có, phải là học nghề của Úc không, hay là học nghề ở Việt Nam được không? Dạ thì ví dụ cái của Thông á là Certificate 3. Dạ đúng rồi ạ. Certificate 3 của dạ. Cooking Của Úc. Của thầy Úc về chăm Việt Nam dạy. Dạ. Thì sau khi dạy xong thì mình sẽ được thực tập ở những cái nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam. Trong quá trình đó thì những cái người sếp của Việt Nam sẽ đào tạo mình nghề. Vừa đầu tiên á là đi thực tập ở nhà trước đúng không? Hoặc là đi thực tập ở những cái tiệm trước, ở những cái nhà hàng trước, rồi sau đó thì mới tới thầy cô Úc về dạy. Dạ, đúng rồi. Xong rồi hỗ trợ thêm cho nó giỏi hơn nữa. Rồi đủ bằng cấp rồi này nọ thì mới qua bên này. Thì mới lúc em qua đây á là em nhào vô em làm luôn, hay là em qua đây em còn ấy không? Em qua đây em còn bỡ ngỡ không? Khi mà qua đây rồi thì họ không còn kiểu như là cầm tay chỉ việc mình nữa, mình phải chủ động hơn, phải biết quan sát, phải biết những cái nơi nào đặt những cái món đồ nào thì mình phải biết quan sát, mình chủ động mình làm việc trước. Chứ qua đây mà còn chỉ cầm tay chỉ việc thì rất áp lực về việc phải đào tạo lại, thì nó không có tốt. Thực tế là ở chỗ em là cũng có tới 2 người bị đuổi vì cái việc mà không có làm được, bị mất việc. Em bị mất bị đuổi việc nghe ghê quá. Không, bị đuổi thiệt á. Bị đuổi thiệt. Lại lý do dở quá đúng không? Dạ, bị dở. Một ông Ấn Độ 23 tuổi bị đuổi. Rồi, các bạn đừng ảo tưởng sức mạnh nha. Dạ. Mình cũng mấy bữa nay mình cũng nói chuyện với Thông rồi á, chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Cái quan trọng á là mình ứng phó với nó, mình giải quyết cái vấn đề đó như thế nào thôi. Mình đang làm vậy tự nhiên người ta kêu mình nghỉ việc, bây giờ không lẽ em nói em năn nỉ người ta cho em làm lại đúng không? Rồi đang làm vậy tự nhiên cái, nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái quá trình, không có cái nào người ta kêu cái bầm phát đó, người ta phải cảnh cáo một lần hay gì đó. Nhưng mà mình phải ráng cố gắng mình làm giỏi thôi, cái gì đó mình cố gắng mình làm hết sức đúng không? Em có làm hết sức không? Thì làm hết sức. Em có chơi hết mình không? Chơi hết mình luôn. Em có yêu chưa? Dạ có vậy. Rồi, yêu rồi, yêu bằng cả con tim vậy thôi à, cuộc đời nó đơn giản lắm vậy thôi. Đừng có làm dở ương, đừng có chơi 50-50 vô là cái là hết luôn, hết ga luôn. Dạ. Nhưng mà đầu tư nhớ phải đầu tư chia ra nhiều rổ nha. Dạ, rồi. Rồi ok. Nhưng mà từng rổ một bạn phải giỏi nha, tôi nghĩ là bạn phải học kiến thức liên tục á. Rồi ok, thôi mình quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Em đi qua đây như vậy rồi, bây giờ anh hỏi lại thêm một cái nữa. Ngày xưa khi em ở Việt Nam á, cấp 3 em học rất là giỏi, em học vô cái trường của em, lát nữa em chia sẻ với mọi người em học trường gì ở Việt Nam ha. Tại ngày xưa bạn bè của anh cũng học cái trường đó, rất là giỏi. Bạn bè học đại học Bách Khoa, hỏi nó học cấp 3 ở đâu thì nó nói nó học ở trường của em học á. Nhưng mà tại sao mà ba mẹ em lại chấp nhận, cái điều quan trọng nhất là ba mẹ rất là ủng hộ em đúng không? Dạ. Mà chấp nhận cho em đi học nghề chứ không phải là đi vô đại học tên tuổi giống như anh chẳng hạn. Dạ. Ba mẹ không có chấp nhận đâu ngày xưa đó. Bây giờ thì già quá rồi, phải chấp nhận thôi chứ sao. Yeah. Rồi ok, em chia sẻ với mọi người đi. Ba em là một người kiểu như là có quan tâm về cái việc mà em nên đi cái nước ngoài để học hỏi là cái gì đó. Là, rồi, em, trong em, đầu, là trong đầu. Em trong đầu cũng có một cái hướng đi là em cũng muốn đi ra ngoài nước ngoài để học hỏi, kiểu như học hỏi trải nghiệm. Nhưng mà tới đâu thì tới đúng không? Nhưng mà mình phải đi ra nước ngoài trước đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình không có định hình
định hình được là mình đi để mình ở lại đúng không? Dạ không, mình không cứ đi trước đó, đi để học đi hỏi. Tại dạ. em còn quá trẻ mà. Dạ đúng rồi. Rồi. Nhưng mà có một vấn đề là em không bao giờ nghĩ là em sẽ đi học nghề. Tại vì em nghĩ để học nghề, đặc biệt là mấy cái nghề mà chân tay thì em không bao giờ em nghĩ tới. Tại mình học giỏi mà. Đúng rồi, mình học giỏi mà. Mình phải học cái gì? Mình phải vô văn phòng mình làm. Đúng rồi, làm cho nó oai ha. Làm sếp, tôi chỉ đi làm ngón mọi người. Chỉ làm ngón, ơi, làm giám đốc thôi chứ không có giám làm. À, em học trường nào nói cho mọi người nghe đi. Em học trường cấp 3 đi, em học trường đại học sư phạm, trung học thực hành đại học sư phạm. Các bạn thấy không? Mới có cấp 3 mà nó là học đại học. Không, cái tên nó, cái trường nó nằm trực thuộc trong đại học sư phạm. Mình nói đùa với các bạn vậy đó. Nó nằm ở bên trong trường cấp 3 mà bên trong trường đại học. Thì các bạn biết là cái trường đại học, trường cấp 3 đó, người ta muốn sinh viên học trường nó xong lên là học luôn đại học đó luôn rồi đó. Dạ đúng rồi. Rồi ok, bây giờ em chia sẻ tiếp cái mẹ em coi. Mẹ em có đồng ý không? Mẹ em thì cũng kiểu như là cũng sợ con mình đi du học này nọ, nhưng mà mới sau khi mấy tuổi bị đặt đi du học hả con? Dạ, mẹ cũng nói sợ vậy. Nó cũng sợ cũng sợ mất con này nọ, nhưng mà em thì cũng không có, cũng hơi bị dưỡng dân thì cái việc đó cũng không quan tâm lắm. Quan tâm à? Kệ. Thì ba em thì thuyết phục em đi theo cái hướng học nghề. Em thì muốn, chỉ cần muốn đi, chỉ cần đi ra nước ngoài là mới đi là được rồi. Đi nước ngoài rồi, giống anh hồi xưa á, em chỉ cần đi thôi. Không cần biết, tương lai nó như thế nào, cứ đi thôi. Đi là sẽ có đường. Nhưng mà mình khuyên các bạn luôn nha, không phải là các bạn làm giống mình như giống Thông đâu, là các bạn đi các bạn phải có đường nha. Nghĩa là bạn phải có một cái người vạch định chiến lược cho các bạn đi. Đi như thế nào để cho nó định cư và nó thành công cho nó nhanh. Chứ đừng có đi lang thang. Hồi xưa mình mất có 4 năm, 5 năm. Đó, có một số người mất hết nhiều năm, nó mất hết 10 năm, mười mấy năm. Thì mình không biết các bạn mà để cho các bạn tự xử thì nó sẽ mất thời gian lâu hơn thôi. Các bạn cần một người định hướng cho các bạn thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn. Vậy thôi. Rồi bây giờ là em đi như vậy á, thì sau một thời gian em đi qua đây rồi em làm việc rồi như vậy á, thì em có thấy là cái con đường em đi là nó đúng không? Hay là bây giờ cho em quay lại 2 năm trước đi, 2, 3 năm trước đi, em có suy nghĩ là em có nên đi học lại đại học không? Những lúc mà gặp khó khăn ban đầu á thì em nghĩ là em chắc em đi sai đường. Tại vì trời khó quá, kiểu như là mình ngáo ngơ quá, không có làm được gì hết. Sếp thì chửi quá trời. Nhưng mà sếp chửi là tốt á. Dạ. Thật sự là sếp chửi là tốt á. Em biết là nó tốt, nhưng mà trước đó thì em không nghĩ vậy, chứ nghĩ đúng rồi, lúc đó là mình mới qua cái xong mình cảm giác là không phải mới qua mà mới làm ở Việt Nam. Làm ở Việt Nam bị chửi luôn. Dạ đúng rồi. Không anh. Ở đây thì bớt chửi hơn tại vì có nghề rồi. Nhưng mà hồi làm ở Việt Nam thì chửi tối mặt với mày luôn. Dạ. Học giỏi và bị chửi nhục lắm đúng không? À đúng rồi. Cảm giác nhục lắm. Dạ. Mình hồi xưa cũng vậy các bạn, cảm giác nhục lắm. Trời ơi, tao học hành đàng hoàng, tao tốt nghiệp, tao học trường thi rất là cực khổ để vô để mà học được cái trường này. Thằng dốt của tao mà nó ra nó làm sếp tao nữa. Đúng rồi. Gặp mấy ông chủ ngu mình nữa. Dạ. Đó, nói nó nghĩ đầu vậy không à? Dạ. Đúng rồi, chủ nó ngu mình thiệt. Nó không có bằng cấp bằng mình thiệt. Nhưng mà nó có cái mình không có. Đó là cái trải nghiệm và cái thực chiến của nó. Mình phải học để cho mình trở thành chủ chứ không phải mình học để mình trở thành đầy tớ. Các bạn, cái chữ đầy tớ nó hơi bị mệt á, các bạn nhớ lại chữ đầy tớ cho mình nha. Rồi ok, rồi tiếp em qua đây rồi em như vậy, bây giờ thấy cuộc sống nó làm sao rồi? Cho dù hiện tại bây giờ em cũng còn khó khăn chứ không phải hết khó khăn rồi đúng không? Nhưng hiện tại bây giờ là em vẫn phải đi làm một tuần 40 tiếng. Đúng rồi. Rồi em kể cho các bạn biết cái nỗ lực học tiếng Anh của em đi, từ bên Việt Nam rồi qua bên đây. Rồi qua bên đây em học để em có thi được PTE là 65 cộng là bằng với IELTS 7 chấm rồi. Em là một đứa anh thấy là rất là có gọi là có kỷ luật á. Chứ không phải là xì tin dâu rồi đi vòng vòng uống trà sữa rồi. Thôi thể loại đó thôi, mình không thích huấn luyện mấy cái thể loại đó. Rồi ok, thể loại đó đem về cho ba mẹ mấy bạn nó huấn luyện. Rồi em chia sẻ đi, em học tiếng Anh ở bên Việt Nam như thế nào? Em hồi xưa em học cấp 3 em cũng học bình thường như những người bình thường khác, hay là em có học cái gì khác thường không? Thì hồi cấp 3 thì em có luyện IELTS để sau này có thể đi du học. Em sắp em suy nghĩ trước rồi đúng không? Dạ. Suy nghĩ. Thì năm lớp 11 là em có dự định. Con đường của em không phải là con đường gì khác ngoài con đường đi nước ngoài. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Thì rồi, em okay. Có học IELTS trước. Rồi. Nhưng mà lúc đó em học em có thi không? Dạ. Em có học nhưng mà em lúc đó là em dự định đi du học Phần Lan, bởi vì gia đình Phan Linh đúng không? Phan Linh ở Phần Lan là dạ đúng rồi, giáo dục số 1 thế giới, với lại nó miễn học phí số 1 không à? nó miễn học phí nữa, cái quan trọng là miễn học phí. Cho nên là em mới theo mới gán xin ba mẹ là đăng ký học ở đó. Đăng ký học chương trình học Phần Lan. Thì xôi tới
tới tự nhiên tới một năm sau á, lúc mà em chuẩn bị học thi IELTS xong rồi chuẩn bị đăng ký để thi á, thì nó lại nó không còn miễn học phí cho dân Á nữa, nó chỉ miễn học phí cho dân Âu thôi. Thì mình bị gãy cái đường đó, mình không có đi được nữa tại vì học phí rất là mắc. Cho nên là mới, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục học tiếng Anh, vẫn cứ tiếp tục học tiếng Anh cho tới khi mà tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cấp ba thì thi IELTS một lần, lần thứ nhất thì được 600. Tôi phải nhớ được 6 chấm nhưng mà cũng không có đều tại vì bị dưới cái speaking. Vì tại ở Việt Nam mà speaking đâu có giỏi đâu. Nó không có giỏi. Nó lại chém gió nhiều, bây giờ cũng giỏi rồi. Bây giờ thì tự tin chém gió. Nhưng rồi. Cũng còn học nhiều nha. Thì ở Việt Nam 6 chấm sẵn rồi đó. 6 chấm sẵn. Rồi cũng trong lúc đi đi làm ở Việt Nam thì cũng có thi một lần nữa nhưng mà vẫn là 6 chấm, cũng không có lên nổi. Nó bằng nhau không? Hay là có kỹ năng nào nó improve, có kỹ năng nào nó bị... Nó cũng có improve speaking nhưng mà lúc lần này thì rating nó lại xuống à. Nó không có đều, nó cứ bị... Em thi là em thi general hay em thi... Em thi academic. Thi academic hả? Academic, dạ. Em thi general có thể điểm em nó cao hơn đó. Dạ, có thể. Thì academic thì nói chung là nó vẫn không có lên được đều 6 chấm. Thì em mới quyết định là... tại vì mình quốc thì nó còn một cái kỳ thi nó là BTE. BTE thì có vẻ nghĩa có là vẻ thay thế IELTS à, thay thế IELTS thì nó nói chuyện với máy. Trước khi qua Úc thì em có đăng ký học nhanh, học một tháng xong rồi bay qua Úc thì bắt đầu mình chủ động, chủ yếu là mình tự học chứ không còn là nhờ thầy nữa. Khi nào mà mình thắc mắc cái gì đó thì mình hỏi thầy. Thì mấy ngày đầu qua Úc thì trước tiên là không có thể nào ưu tiên cho tiếng Anh trước được tại vì mình mới ưu qua tiên, mình phải bắt buộc phải ưu tiên về công việc trước, quen biết với lại xung quanh, phải quen biết xung quanh trước, đi lại như thế nào. Cho nên là em chỉ kiểu như học để mình chắc được cái cấu trúc của cái bài thi thôi. Phải bắt buộc phải làm quen với công việc trước thì sau 2-3 tháng IELTS lúc BTE lúc đó nó đâu phải là trở ngại của em đâu, đâu phải là cái must của em đâu, must have. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cái chỗ đó lúc đó là qua đây là em phải hòa nhập với cuộc sống ngay lập tức rồi. Dạ đúng rồi. Nếu không càng không hòa nhập là được chết. Là càng ngày là em càng bị bỏ xa với dạ, đó em càng ngày càng không có hòa nhập với văn hóa của người ta thì em mệt thôi. Rồi bao lâu em tập trung em học PT? À, thì em kiểu như là bắt đầu làm quen trong 3 tháng là quen với những công việc ở bên đây, với môi trường ở bên đây, hay là những cái siêu thị cái gì đó để mình mua đồ, mình nấu ăn thì cỡ 3-4 tháng. Thì tới tháng 5 thì em sau khi thi thử thì tự nhiên bắt đầu sợ là mình thi thử xong rồi mà bị thi tất cả đều 50 quá. Tất cả đều 50 quá. Được 6 chấm à? 6 chấm, chưa 6 chấm. Có kết quả gì hết. Dạ. Thì mới bắt đầu mình sợ. Khi đó mình cũng đã quen dần dần với công việc rồi cho nên mình bắt đầu mình học. Chủ yếu là bây giờ mình tập trung sự học tiếng Anh và cứ sáng dần đầu dậy là cứ học liên tục. Em còn nhớ là cái lúc đó là khách nhà hàng của em nó rất là đông khách luôn. Vừa mới làm ở trong chỗ công ty về tối đi ngủ liền chứ không có làm gì nữa, đi ngủ liền rồi xong rồi sáng năm giờ phải dậy sớm, bắt buộc phải dậy sớm mới dành được nhiều thời gian để tập trung. Thì cỡ 5 giờ phải dậy quay ăn sáng lẹ tới 6:30 mấy giờ. Em làm afternoon shift vậy? Em làm afternoon shift à? Từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 2 giờ tới 10 giờ. 2 giờ tới 10 giờ về. 10 giờ là về tới nhà lúc mấy giờ? 10 giờ về nhà là 10:30. Mười rưỡi là tắm rửa rồi này nọ. Dạ, đúng rồi. Tắm rửa này nọ là lên phòng ngủ luôn, không còn làm gì hết. Làm như vậy nỗ lực dữ không? Dạ. Thì nỗ lực của em không phải thực sự phải có kỷ luật, nó không là em cũng tự hào bản thân là mình có kỷ luật. Thì nếu không có kỷ luật là mình thua, không còn cách nào để đều cái BTE cao đó. Thì em tới tháng cuối đó nó cũng giống như luyện thi đại học vậy đó các bạn. Dạ chính xác. Phải luyện thì mới thi được, còn không luyện thì không thi được thôi. Yeah. Bây giờ có những người mà người ta có được điểm tốt rồi đó, ví dụ 79 cộng hoặc 65 cộng, kêu người ta nghỉ học khoảng chừng 6 tháng ấy, rồi kêu người ta đi thi để quên liền. Thì em nhớ là cái tháng cuối đó là khách mà vừa đông mà về nhà là phải học rồi. Mà tại sao em phải buộc là phải thi lúc thời điểm đó? Em trong đầu em đang muốn cái gì mà để em thi cho có điểm cho tại điểm vì... tốt thì... Điện công với lần tình cờ em cứ kiểu như là chủ quan khi mà qua đây rồi á thì có thể thấy là an toàn rồi đúng không? Thấy an toàn rồi, chủ chắc chắn là nhận mình rồi thì còn gì phải nỗ lực hay là thế nào nữa mà. Thì tự nhiên tới một hôm nghe lén, tình cờ nghe lén thôi, không được sếp không có ý nha. Tình cờ thì sếp của mình mà lúc đó em mới làm được 6 tháng thôi, tình cờ nghe được sếp của mình nói là thằng T
Tom á, tại tên tiếng Anh của em là tên ở Việt Nam, à, ở đây là Tom, thì thằng Tom là sau 6 tháng là có thể bây giờ bắt đầu tìm người mới thay thằng Tom rồi. Đó. Đó. Giật mình liền. Có đó sợ, bắt đầu sợ liền. Rồi mình mới đầu mình dành một hôm mình suy nghĩ thêm thế nào. Mọi vị trí đều có thể thay thế được. Đặc biệt vị trí của mình là nó dẹt luôn. Chứ nó kiểu như là các bạn đừng ảo tưởng sức mạnh quá. Dạ. Nó rất là dễ luôn, nó thay cái một à. Cho nên là em mới đầu em nghĩ lại thì em mới quyết tâm. Cuối tháng 5 là em về thời gian em. Bữa đó là giống như dạ, xét đánh ngang vai vậy hả? Ngang tay á. Dạ. Đó thì em quyết lúc đó em quyết tâm phải lấy được ít nhất là BD 7 chấm, BD 65+, overall 65+, thì mình mới thúc đẩy được cái con đường tiếp theo của mình. Mấy con đường mới tiếp tục thấy được con đường tiếp theo của mình, không có lệ thuộc quá nhiều về cái việc mà chờ công ty bảo lãnh, chờ chủ bảo lãnh. Học 4 tháng liên tục, tháng cuối thì học 5-6 tiếng, rất là gì bình thường luôn, không có gì đặc biệt hết. 5-6 tiếng đó thì học tí rồi nó cũng qua hết 5-6 tiếng. Rồi đi làm. Dạ thì nhờ cái khoảng thời gian nỗ lực đó thì em mới được cái PT 65 còn. Sau khi thi xong thì thi thẩm định nghề bên này thì bây giờ là con đường có vẻ nó sáng sủa, nó an toàn hơn. Trước cái lúc mà mình chưa có tiếng Anh. Thì đó bây giờ em thấy không? Nói rất là nhiều trên cái kênh này rồi. Nói mấy bạn cố gắng các bạn học tiếng Anh. Tiếng Anh xong rồi bạn kiếm cho mình một cái nghề, mà cái nghề nào đó bên Úc nó đang cần nữa thì nó đều tuyệt vời cho các bạn rồi đó. Chứ mà nghề mà người ta không cần thì để làm gì đâu, đúng không? Dạ. Yeah. Chỗ người ta cần người ta mới tuyển mình, người ta mới cho mình cái cơ hội ở lại, đúng không? Còn người ta không cần hình thua, không có làm gì. Rồi, ok. Thôi các bạn, thôi mình kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Và em Thông. Đây, chào các anh chị.